Xin kính chào quý vị và các bạn. Một thông tin được cập nhật trong đêm từ Doha, Qatar về tình hình của đội tuyển Việt Nam. Đó là huấn luyện viên trưởng Philippe Chuzier đã không đợi đến ngày mai, tức là ngày 13 tháng 1 năm 2024, thời điểm một ngày trước khi đội tuyển Việt Nam đá trận đấu đầu tiên với đối thủ Nhật Bản, để công bố danh sách như dự tính ban đầu, mà đêm muộn theo giờ Qatar và thậm chí có thể nói là rạng sáng theo giờ Việt Nam, tức là rạng sáng ngày hôm nay chính xác và là vào lúc hơn 2 giờ sáng, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức được đăng ký dự Asian Cup 2023. Có thể nói huấn luyện viên Philippe Chuzier cho đến lúc này có vẻ như đã yên tâm với những sự lựa chọn của mình và ông công bố sớm hơn so với dự kiến. Danh sách 26 cầu thủ dự Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Philip, Đỗ Duy Mạnh, Võ Minh Trọng, Hồ Tấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Triệu, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Tùng, Lê Phạm Thành Long và Lê Ngọc Bảo. Danh sách của đội tuyển Việt Nam là 26 cái tên và theo thứ tự vừa rồi cũng là số áo của các cầu thủ, tức là phần lớn đều mang cho mình những số áo đã trở nên quen thuộc. Nguyễn Philip, thủ môn Việt Kiều lần đầu tiên được dự Asian Cup, đã được hiện thực hóa giấc mơ với chiếc áo số 1 mà anh mong muốn. Duy Mạnh thì vẫn là quen thuộc với chiếc áo số 2. Võ Minh Trọng cũng rất là quen thuộc với chiếc áo số 3. Hồ Tấn Tài cũng rất là yêu thích chiếc áo số 4. Những cầu thủ như Văn Toàn vẫn mang trong mình chiếc áo trên mình chiếc áo quen thuộc là chiếc áo số 9. Quang Hải thì vẫn là 19 rồi. Và những cầu thủ khác như Văn Thanh vẫn mang áo số 17. Chỉ có một sự khác biệt, thực ra thì điều này Vĩnh Cường cũng đã từng công bố rồi, đó là Phạm Tuấn Hải, người trước đây thường hay mang áo số 18, thì bây giờ sẽ mang áo số 10. Có lẽ cũng là phù hợp nhất với vai trò của Phạm Tuấn Hải ở thời điểm hiện tại. Còn chiếc áo số 18 giờ đây được trao cho Hai Long. Như vậy là chúng ta nhìn vào danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dự giải đấu thì chúng ta cũng đã nhận ra những ai phải nói lời chia tay rồi phải không ạ? Bốn cái tên không được đăng ký gồm Triệu Việt Hưng và Phạm Văn Luân, Lê Văn Đô và Bùi Vĩ Hào. Cho đấy thì có hai cầu thủ được tăng cường lên từ đội tuyển U23 Việt Nam là Bùi Vĩ Hào và Lê Văn Đô không kịp để lại những dấu ấn hoặc có thể không cạnh tranh được với những cầu thủ ở cùng vị trí để được giữ lại. Còn Phạm Văn Luân là người được gọi bổ sung ở giai đoạn đầu tập trung của đội tuyển vì những biến động nhân sự như trường hợp của Hoàng Văn Toản phải nói lời chia tay sớm. Bạn ấy được gọi bổ sung nhưng bây giờ cũng phải làm khán giả tại Asian Cup. Người còn lại cũng khá là bất ngờ khi mà Triệu Việt Hưng là được triệu tập ngay từ đầu, và đặc biệt là Triệu Việt Hưng cũng đã từng được xếp đá chính trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Kyrgyzstan, và vị trí cầu thủ đá bên phía cánh trái thì cũng đang không có nhiều sự lựa chọn cho lắm, nhưng Triệu Văn Hưng cũng không được giữ lại. Đó là bốn cái tên phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup lần này. Người này phải nói lời chia tay thì cũng có nghĩa là người kia được chào đón. Và đây chúng ta thấy là những người đã chạy đua nước rút và trụ lại được cho Asian Cup. Trong đó có những cái tên ở đội tuyển U23. Ví dụ như là trường hợp của Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Văn Trường là một trong những người được gọi lên để bổ sung trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam mất quá nhiều trụ cột, như trường hợp của tiền đạo Tiến Linh. Và Văn Trường cũng đã được xếp đá trong trận đấu với Kyrgyzstan để rồi giờ đây bạn ấy được trụ lại tại đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup. Một cái tên khác cũng phải cạnh tranh và cũng có thể nói là được huấn luyện viên Philippe Chuzier cân đo đong đếm và suy tính rất là nhiều, nhưng vì hoàn cảnh và cũng có thể thêm một yếu tố nữa là vì bối cảnh, cũng và bạn ấy cũng đã thể hiện tốt trong những màn so tài nội bộ rồi màn so tài với đội tuyển Kyrgyzstan nên cũng được giữ lại, đó là Ngọc Bảo. Đây là một kỳ Asian Cup rất là đặc biệt với Ngọc Bảo, một người chắc là trong mơ cũng không bao giờ nghĩ một ngày lại được khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng thời cơ đến khi mà bối cảnh của đội tuyển Việt Nam thiếu đi quá nhiều những trung vệ, từ Quế Ngọc Hải, từ Bùi Tiến Dũng cho tới Nguyễn Thành Trung, và Ngọc Bảo đã được lựa chọn. Thực ra thì bốn cái tên này phải nói lời chia tay cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.
có chăng thì chúng ta cũng chỉ hơi bất ngờ một chút với vị trí của Triệu Việt Hưng mà thôi. Và những cái tên từ đội tuyển U23 được đôn lên như thủ thành Văn Việt thì nghiễm nhiên rồi đúng không ạ? Còn những người khác như trường hợp của Văn Trường thì rõ ràng cũng là một trường hợp đã khẳng định được giá trị của mình. Một trong những người cũng chơi tốt trong mùa giải năm nay và được giữ lại mang chiếc áo số 18 là Nguyễn Hải Long. Bây giờ nhìn vào danh sách của đội tuyển Việt Nam thì cơ bản chúng ta thấy cũng đã là những gương mặt hết sức là quen thuộc rồi. Quyết định của huấn luyện viên Kyrgyzstan được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố. Thậm chí theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì huấn luyện viên Philip Chuzier cũng đã theo dõi kỹ thêm buổi tập ngày 11 tháng 1 hôm qua, buổi tập cuối cùng trước khi ông quyết định về nhân sự để có thêm những đánh giá. Và cơ sở chủ yếu có thể nói là chiếm tới 60% quyết định của huấn luyện viên Philip Chuzier là ở trận đấu với Kyrgyzstan, một trận đấu mà chúng ta biết là huấn luyện viên Philip Chuzier đã sử dụng 29 trên 30 cầu thủ ông mang sang Qatar. Chỉ có một người không vào sân ở trận này, đó là trung vệ Duy Mạnh, vì lúc ấy thì bạn ấy cũng chưa hoàn toàn sung sức. Và mọi người đều đồng ý rằng vào sân lúc đấy thực sự là một quyết định hết sức mạo hiểm đối với Duy Mạnh và cũng không cần thiết. Chuyện gì xảy ra với Duy Mạnh lúc này cũng là rủi ro rất là lớn, khi mà chúng ta biết là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu đi rất là nhiều những cầu thủ có chất lượng, có kinh nghiệm ở vị trí trung vệ, và Duy Mạnh chỉ là một trong số ít những cầu thủ đã từng có mặt tại Asian Cup 2019. Cho nên mọi sự mạo hiểm đều là rất nguy hiểm và Duy Mạnh không thi đấu trận đấu là hợp lý. Còn bây giờ thì bạn ấy đã sung sức rồi, thậm chí có thể ra sân ngay từ trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào lúc 18:30 ngày 14 tháng 11 tới. Duy Mạnh trong buổi tập ngày hôm qua đã có màn thể hiện rất là ấn tượng và tham gia được đầy đủ những bài tập nặng nhất, khó nhất và đòi hỏi cao nhất của huấn luyện viên Philip Chuzier. Thì đấy cũng là một tín hiệu rất là tích cực được truyền về từ Doha, Qatar. Những sự tính toán của huấn luyện viên Philip Chuzier cũng đã được ông phân tích mổ xẻ trong ngày hôm qua, khi mà ông đã cùng với các cầu thủ của mình có những đánh giá và phân tích. Rồi huấn luyện viên Philip Chuzier cũng làm công tác tinh thần với một câu nói phải nói là cũng rất là phù hợp ở thời điểm này. Ông nói rằng tinh thần của Việt Nam là không bao giờ từ bỏ. Hãy giữ tinh thần ấy khi chúng ta bước vào Asian Cup. Thực ra thì đúng là chúng ta không thể từ bỏ, nhưng nếu không có một tinh thần thực sự quyết tâm, thực sự đối đầu với thử thách khó khăn thì đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó làm nên chuyện. Trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam phải nói thật là rơi vào bảng đấu khó với những đội như là Nhật Bản, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, một đội bóng giàu tham vọng và rất quyết tâm làm nên chuyện tại giải đấu năm nay là đội tuyển Iraq, trong khi Indonesia thì cũng có những sự tiến bộ. Rõ ràng là chúng ta cần phải có được một chiến thắng trước Indonesia và để đảm bảo chắc chắn là một trong bốn đội có thể góp mặt với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, thì chúng ta cũng phải hướng tới việc một là thua với số bàn thua hạn chế trước đối thủ như Nhật Bản và cố gắng để làm sao có được điểm trước Iraq, một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Chỉ khi có 4 điểm thì chúng ta mới có thể nói là chắc chắn hơn cho cơ hội đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, hoặc nếu hòa Iraq thì thậm chí cũng có thể là một vị trí thứ 2, còn nếu 3 điểm thì khá là mong manh dù chúng ta đã từng có được vị trí ở vòng 1/8 năm 2019 với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Từ danh sách 26 cầu thủ mà chúng ta vừa công bố thì quý vị lựa chọn đội hình nào là đội hình có thể sẽ được xếp đá chính, hoặc đội hình nào là đội hình tối ưu? Thực sự thì cũng không dễ một chút nào, bởi vì 3 trận đấu là 3 đối thủ khác nhau và cũng có thể sẽ phải có những tính toán khác nhau. Nhưng thôi thì chúng ta cũng cứ cùng nhau đưa ra một đội hình tối ưu ở thời điểm này như thế này. Đó là Nguyễn Philip trong khung thành. Ở vị trí trung vệ thì Minh Cương cho rằng Bùi Hoàng Việt Anh là người xứng đáng đá ở vị trí giữa. Đá vị trí trung vệ lệch phải sẽ là Duy Mạnh, đá trung vệ lệch trái có thể sẽ vẫn là Phan Tuấn Tài. Dù với rất nhiều người là Thanh Bình cũng là một sự lựa chọn chất lượng, nhưng dường như huấn luyện viên Philip Chuzier đã luôn đặt niềm tin vào Phan Tuấn Tài, cậu học trò cưng của vị huấn luyện viên người Pháp. Bên phía cánh trái có lẽ vẫn là Võ Minh Trọng, số 3 chơi rất là tiến bộ trong thời gian gần đây, và nếu bạn ấy được xếp đá thì Minh Cương cho rằng cũng rất là xứng đáng. Dù bạn ấy khó có thể nói là có được thể trạng, có được quá khứ thực sự tốt và có kinh nghiệm ở những đấu trường như Asian Cup, nhưng Phan Tuấn Tài, nhưng Võ Minh Trọng rõ ràng là một người chơi tốt. Còn bên phía cánh phải là một nơi mà có rất là nhiều sự lựa chọn,
từ Hồ Tấn Tài cho tới Vũ Văn Thanh. Nhưng theo những gì đã diễn ra trong những buổi tập ở trận đấu với Kyrgyzstan thì dường như Vũ Văn Thanh sẽ là sự lựa chọn ở bên phía cánh phải. Vị trí hai tiền vệ trung tâm giờ đây cũng rất là đáng chú ý khi mà không dễ để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng Thái Sơn, Biên Cương lại cho rằng là người có thể được đảm bảo, và người còn lại có thể là Hùng Dũng, đội trưởng, và cũng có thể là Tuấn Anh. Tuấn Anh thì mới bình phục chấn thương và thường xuyên được sử dụng trước đó, nhưng vì mới bình phục chấn thương cho nên có thể ông sẽ phải cân nhắc khi mà Hùng Dũng giờ đây đang sung sức hơn và cũng là người mang trên mình tấm băng đội trưởng. Nếu như dựa kinh nghiệm, tên tuổi thì có thể là Tuấn Anh, Hùng Dũng, nhưng với huấn viên Philippe Chuzier thì có thể là Thái Sơn và Tuấn Anh hoặc Hùng Dũng. Trên hàng công giờ đây thì cũng là một nơi có thể nói là tìm một màu khác với các tiền đạo còn lại, những người có thiên hướng đá biên nhiều hơn thì chỉ có Văn Tùng. Nhưng kinh nghiệm của Văn Tùng thì còn quá hạn chế và có thể sẽ vẫn là những cầu thủ được ưu tiên trên hàng công. Trong đó Phạm Tuấn Hải là đương nhiên, Quang Hải cũng là đương nhiên, một người đá lệch trái, một người đá lệch phải. Và trung tâm thì có thể là Văn Tùng, có thể là Văn Trường. Nhưng Biên Cương cho rằng ở thời điểm này thì chúng ta sẽ lựa chọn Văn Toàn. Quý vị dự đoán như thế nào về đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại? Chắc chắn là cũng có nhiều ý kiến, nhưng cũng rất là mong sự chia sẻ của quý vị trong phần bình luận của video ngày hôm nay. Đó là những gì Biên Cương chia sẻ về danh sách chính thức được đăng ký cho Asian Cup của đội tuyển Việt Nam. Cũng xin được lưu ý đó là danh sách đăng ký cho cả giải đấu là 26 cầu thủ, nhưng danh sách cho từng trận đấu thì lại chỉ là 23 cầu thủ. 23 cầu thủ đăng ký cho từng trận đấu, tức là mỗi một trận đấu sẽ có 3 cầu thủ bị loại. Đang nói như thế này thì nói vui một chút, đấy là gì? Đấy là trường hợp của Ngọc Bảo. Thì nếu quý vị để ý là hôm vừa rồi trong trận đấu với Kyrgyzstan thì Ngọc Bảo mang một chiếc áo, số áo rất là lạ, số áo 60. Bởi vì bạn ấy không hề có trong tính toán ban đầu của huấn luyện viên Philippe Chuzier là được đăng ký cho Asian Cup. Tức là trong danh sách 26 cầu thủ mà đã gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á hôm mùng 2 tháng 1 thì không có Ngọc Bảo. Và khi đấy thì những cái tên còn lại là có cả Duy Mạnh và có cả của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên tình huống xảy ra là Quế Ngọc Hải cũng không kịp bình phục, và vì thế mà Ngọc Bảo được lựa chọn. Và Ngọc Bảo giờ đây sẽ mặc áo số 26, số áo cuối cùng. Và cũng có thể nói Ngọc Bảo chính là trường hợp đặc biệt trong danh sách 26 người này, rất là hồi hộp khi nhận tấm vé vớt. Nhưng dù với tấm vé nào đi chăng nữa thì giờ đây cơ hội đã mở ra, các bạn ấy được đại diện cho đội tuyển quốc gia dự Asian Cup, và giờ đây các bạn ấy phải thể hiện giá trị của mình. Chúc cho những cầu thủ được chọn sẽ thể hiện tốt nhất những phẩm chất cần thiết nhất để làm nên chuyện tại Asian Cup năm nay. Hôm nay Asian Cup sẽ khai mạc với trận đấu lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam giữa đội chủ nhà Qatar và Liban. Còn đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ đá vào lúc 18:30 ngày 14 tháng 1 tới trước đối thủ Nhật Bản. Chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có được mọi sự thuận lợi, may mắn và thể hiện được những giá trị, cũng như những ngôi sao sẽ thể hiện được phẩm chất đúng lúc để chúng ta từng bước có thể đạt được mục tiêu của mình. Chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui, may mắn, và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.